Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản về việc bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc cứu chữa người bị thương, bị bệnh sau mưa bão. Để đảm bảo cung ứng thuốc và kiểm soát giá các thuốc cứu chữa người bị thương, bị bệnh sau mưa bão, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khẩn trương giả soát, chủ động thực hiện mua sắm thuốc theo các hình thức phù hợp để đảm bảo sẵn sàng cung ứng kịp thời thuốc phục vụ điều trị không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn đảm bảo cung ứng kịp thời đủ thuốc có chất lượng đáp ứng nhu cầu của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và của người dân thực hiện nghiêm các quy định về quản lý giá thuốc không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ tích chữ và tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi chỉ đạo thanh tra sở phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh dược cung ứng thuốc